Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục hành trình đoạn video kế tiếp. Đó là đi đến cái hẻm 1-1 đường Khamet để gửi số hình ảnh đến cô chú anh chị. Hôm bữa thì mình có đi ngang cái đường Khamet rồi, nhưng mà có lẽ chạy nhanh quá bà con mình nhìn không ra, thì hôm nay em sẽ hành trình thêm cái video đi bộ để mọi người cùng xem cho nó rõ hơn ha. Đẩy lên lại nè, đấy, đây có cái chùa Phụng Sơn Tự. Thì hôm nay chúng ta không có đi vô chùa, tại vì chỗ tôn nghiêm mà mình mặc quần sọt rồi thì không nên. Ngay phía sau chùa này là cái chợ dân sinh. Chợ dân sinh thì có mấy cổng vô. Mặt đường ký con cũng được, mặt đường dân sinh cũng được. Không, vô đường Gia Sinh hoặc là đường Nguyễn Công Trứ, chứ không có đường Ký Con. Ký Con là nhà người ta. Đường Ký Con là đường phía trước mặt mình ha, ngã tư Ký Con đây. Thì lúc nãy xong đẩy trong đây nè. Đây nè. Xe không? Này, ngay đây có cái quán 70 ký con, quán hủ tiếu cá mà. Cá 70 ký con, bán buổi sáng không thôi. Đây là ngã tư ký con và Nguyễn Công Trứ. Một lần nữa cho cô chú anh chị mình cùng nhìn lại. Nếu thẳng hướng này thì chúng ta đi về chợ Bến Thành, còn ngược lại thì là đường Võ Văn Kiệt. Đi ra hướng đường Võ Văn Kiệt, ngày nay là ngày xưa là bến Trương Dương. Rồi chúng ta tiếp tục đi trên đường Nguyễn Công Trứ để đi ngang qua cái hẻm số 1 Khamet. Sài Gòn bây giờ rất là nắng, bây giờ là 5 giờ chiều à. Mà nắng thế này nè. Cái chỗ này là cái chỗ buổi chiều bán má nước bố già nè. Ở số 287 Nguyễn Công Trứ. Ủa chỗ này bán má nước đó phải không? Hả? Má nước là chỗ này đó, 287 Nguyễn Công Trứ. Buổi chiều bán má nước. Bây giờ chưa có bán. Ở đây buổi sáng thì người ta bán đồ điện rồi, phụ tùng xe rồi. Bây giờ thì chiều người ta nghỉ rồi. Cái hẻm này thông ra bên kia là đi đến đường Nguyễn Thái Bình. Ở đây nhiều nhà xưa xưa lắm. Hả? Đâu phải. Đâu phải rồi đi về Võ Văn Kiệt luôn. Ngay đây là ngã tư Nguyễn Công Trứ và đường Khamet. Ăn đi từ từ thôi, xe đó. Bên kia này chỗ bán vật liệu xây dựng rất là lớn, ở đây bán giá sỉ nữa. Mình quẹo hướng này thì đi về bến Trương Dương. Ngược lại thì chúng ta đi ra chợ Bến Thành, ngay ngược lại ra nhà hàng Văn Cảnh ngày xưa đó, mà bây giờ thì thuộc về tập đoàn Vitexco. Những cái nhà mặt phố mới như này
hồi xưa không phải là mặt tiền như vậy, hồi xưa là trong hẻm thôi, nhưng mà giải tỏa để làm cái cầu này. Ở đây thì bán ống nước đi sắt thép tôn, luôn là vật liệu xây dựng rất là nhiều luôn. Mỏi chưa? Đi cho bụng nó nhỏ lại. À, đây là hẻm 29. Đây bán gỗ ép, gỗ tạp, gỗ ghép. Cái hướng cầu Cam Ết này nó đi thẳng bên kia là quận 4, Đoàn Văn Bơ. Nhà tôi ở bên Văn Đồn, có cầu Cam Ết, có Đoàn Văn Bơ. Ủa cầu này mới xây phải không? Thì sau này nè, mới cỡ 10 năm trở lại cái gì, đúng không? Mười mấy năm. Đây, số 1 km. Hẻm số 1. Hẻm này chắc có mấy người thôi. Hẻm cùng. Chiều nay lỡ hẹn không thì xuân năm nay sống xa này một chiều ơi. Rồi chúng ta đi qua, vừa qua cái hẻm số 1, sực 1 km để gửi đến anh chị cùng gia đình cùng ngắm lại ha. Đây là ngã ba km và Võ Văn Kiệt. Hướng này chúng ta đi về hầm Rủ Thiêm quận 2 nè. Ngược lại thì bên kia là qua quận 4. Ê, đi đi đi, chạy chạy chạy. Wow 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 wow. Wow. Nước. Ta tưới cây ở trên văng nước quá trời. Rồi chúng ta đi dọc theo con tuyến đường này thì có cái chỗ bán hàu với bán khô cá dứa nè. Quán sỉ cũng nổi tiếng ở đây. Sẵn đi ngang thì gặp đâu thì em chia sẻ một số thông tin tới đó, để nếu có dịp thì bà con cùng ủng hộ. Hào sống từng giờ. Đây bán rất là nhiều luôn. Vì sao? Xe hư hả? Hư gì? Sửa xe vậy hả? Rồi 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 rồi, được chưa, được chưa? Rồi được rồi chưa? Rồi đi tiếp thôi. Ra rẻ sửa xe nữa mới đau. Này ta đến ngã ba ký con rồi, một cái khung đường ngày xưa. À, mình nhìn qua bên kia là quận 4 nè, những tòa nhà một là nhà cao ngút trời mới vừa mọc lên sau nhiều năm thì con đường rất là nhiều sự thay đổi. Thẳng thẳng lên đây vậy nè, đường ký con hồi nãy mình đi ra đằng ngã tư đằng kia ha, bây giờ mình quạnh đây mình lại đi ở đầu này cho bà con mình cùng nhìn lại luôn. Không
biết có bà con mình có gặp ai gặp người quen không á. Lên để xách cái đó lên. Rồi lên chạy tiếp, chạy tiếp á. Không được cái này chưa. Để bữa nào ba mua cái cây tuột cho hoàn hình cứu quả, hay có cái cây để người ta tuột ở trên lầu tuột xuống nè. Đồng thấy tuột luôn. Ở đây cũng có cái chùa cổ cổ. Đây là chùa gì? Ở đây có cái chùa, chùa gì? Này biết không? Mua sữa hay đồng, mua sữa hay đồng? Trời. Sài Gòn bốc, sữa chua dẻo, cơm chiên, cắt miếng, ha lũng. Để mình thử coi ở đây ngon không nha. Sữa chua sắc dẻo là gì? Không biết. Rồi lấy nè. Gớt rồi người ta đó. Sữa chua sắc dẻo là giống như kem đó con. Mấy nhà cô làm luôn. Vô đây chó sủa quá trời. Trong đó sao nó biết được ngoài này có khách. Ôi trời ơi, người á. Mà mới chỉ đứng ở ngoài cửa hàng ấy mà nó đã biết nó sủa. Món này ngoài Hà Nội không? Này nếp. Nếp cẩm. Cái này là nếp nó lên mang chua hết con. Như cơm ruộng. Ủa đi về tới nhà tan không? Về tới nhà tan không con? Mua được ở đây ăn, ở đây mua không ăn thì cho ăn rồi em thử đi vừa ăn đấy ạ. Bắt được là trở về gần nhà cho nó lẹ. Đây nhà cũng gần đây. Cái này lắp nhé. Nhà này nó. Cái này giống như kem vậy ha. Không sao đâu, để nắp về nhà. Tại đi ngang thấy lạ lạ. Này chắc ba biết rồi. Hồi trước giải phóng không có. Hồi trước giải phóng không có món này, ba không biết. Nhiêu tiền con? Tại gia đình mình sôi động quá. Dạ đưa à, không sao đâu. Xin cảm ơn con. Rồi. Rồi treo lên đi. Rồi chúng ta lại đi ra tiếp đường Võ Văn Kiệt nha. Trong cái hẻm này cũng có rất là nhiều nhà thời xưa nè. Không biết cô chú anh chị mình có kỷ niệm gì nhà cái khu này không á. Này là cái vô cái kho. Bên này cũng đi cái hẻm cũng vô cái kho luôn. Cái kho xe qua mai đồ là ở khu vực này nè. Tốt tốt. Sài Gòn Home Hostel là ở trong kia. Bây giờ ở Sài Gòn rất là nhiều cái căn hộ cho thuê ha. Thì phòng cho thuê thì không có như hồi xưa mình về phải ở khách sạn này kia nọ. Rồi bây giờ mình book cái hệ thống online đó là có đầy đủ hết mà giá lại rẻ nữa. Được không?
đi trở về một đống. Chùa này chùa gì đấy? À, đây có mấy chú xích lô ở đây hưởng chiều mấy chú ở đây đấy. Dạ không. À, chùa này là chùa tên gì hả chú? À, hội quản, hội quán Quảng Triều. À, chùa Bà. À, chùa Bà Thiên Hậu. Ở Nguyễn Trãi cũng có chùa Bà Thiên Hậu. À. À, cảm ơn chú. Kiến trúc rất là cổ. Hay tới đầu đường Gia Sinh. Gia Sinh cái chỗ này bán đồ nhựa. Cô chú anh chị nào có mua thùng mút á thì ra đây. Nào ở đây chuyên bán thùng mút nè. Ca phích nhựa đó. Ở đó luôn. Hả? Về hẻm này luôn cho mát. Sạch sạch cứu quả. Rồi, nhớ em xin tạm dừng cái video tại đây ha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị bạn trong những video tiếp theo. Số hình ảnh về cái hẻm 1-1 và những hình ảnh xung quanh ở khu vực dân sinh này để bà con mình cùng nhìn lại. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại. Chúc mọi người luôn vui vẻ và nhiều sức khỏe. Chắc thời lượng nãy giờ cũng dài lắm rồi. À, mười mấy phút luôn rồi.